Chào mừng anh chị đã đến theo dõi kênh Chứng khoán Năng Nguyễn. Hôm nay thị trường có pha tăng điểm mạnh hơn 18 điểm và màu xanh đã trả lại thị trường. Thị trường hôm nay thanh khoản gấp đôi ngày hôm trước và có thể nói là gần gấp đôi ngày hôm trước, và hôm nay nhiều anh chị cầm hàng chứng khoán và dầu khí thì đang rất vui. Vì thế là nếu anh chị đã còn lãi khoảng 10, 10, 20, thậm chí 30%. Nếu anh chị đã rất vui thì đừng tiếc để lại cho em một nút đăng ký kênh, một và nút like cho kênh em được lên lên để em cảm ơn anh chị rất nhiều. Và quay lại câu hỏi là cũng có rất nhiều anh chị là đang hỏi em là ngày mai thì mình có nên giữ hay là nên chốt, và những anh chị mà đã lỡ không mua được thì ngày mai có nên tiếp tục mua không, và phần cuối video thì em sẽ trả lời câu hỏi cho anh chị. Tiếp theo em sẽ đi qua một chút về điểm điểm qua một chút về thị trường ngày hôm nay. Thị trường ngày hôm nay thì thanh khoản thì anh chị có thể nhìn thấy là thanh khoản là trên thanh khoản gần gấp đôi so với ngày tuần trước, là gần trên 1.000 tỷ, ở trên 1 tỷ. Và khối lượng giao dịch thì tổng khối lượng giao dịch là 27.084 tỷ, và tổng khối lượng thanh khoản là cao hơn so với ngày tuần trước là 2.023 tỷ. Và em đi qua về các chỉ số về VN Index thì chỉ số VN Index thì là 1.120 20,49 điểm, tăng 18,33 điểm. Chỉ số HNX Index thì là 231,31 điểm, tăng 5,05 điểm. Trên chỉ số Upcom, trên sàn Upcom thì là 85,97 điểm, tăng 0,7 điểm. Ở trong chỉ số VN30 thì là 107,16 điểm, tăng 16,77 điểm. Trong nhóm VN Index thì có 487 mã tăng, 56 mã đi ngang và 59 mã giảm. Trong nhóm HN Index thì có 142 mã tăng, 65 mã đi ngang và 36 mã giảm. Trên chỉ số Upcom thì có trên sàn Upcom thì có 192 mã tăng, 76 mã đi ngang và 83 mã giảm. Trong nhóm VN30 thì có 29 mã tăng, không có mã nào đi ngang cả, chỉ có mỗi một mã giảm thôi. Trên thị trường thì màu xanh đã trở lại với biên độ rộng và có những mã đã tăng trần, cụ thể như là VIC, VND và SSI. Trong nhóm bất động sản thì cũng có nhiều mã tăng như LVN và trong đây em xin đọc lại này. Trong nhóm tài chính thì có trong chứng khoán này thì có trong nhóm chứng khoán thì có SID này, tăng 5,5% này. VN Direct thì là 6,32% này. Chứng khoán VAC về VIX nhà thì có 6,59% này. Tăng cũng khá là biên độ khá rộng. Gần trần, có những mã có thời điểm là đã trần. Trong nhóm bất động sản thì có Novaland này, DIG này, ITA này cũng
cũng biên độ tăng gần 7% và cũng trần. Trong nhóm vật liệu cơ bản thì có HPG, SG và LKG cũng là những mã, nó là thép nam kim thì cũng là mã tăng, này cũng đã tăng. Về nhóm hàng tiêu dùng thì chỉ có con HAG, thì con này thì em con này trong giai đoạn từ tuần trước đến tuần này thì nó đã tăng khá nhiều. Hôm nay nó cũng tăng khoảng 3,79%. Hôm nay thì dòng tiền đã phân bổ vào hầu hết các ngành, thì đã phân bổ hết các ngành ngành nghề như ở tiêu dùng, ngành tiêu dùng, vật liệu cơ bản, tài chính, dầu khí. Và dòng tiền phân bổ nhiều nhất là tài chính, dầu khí, hàng tiêu dùng, vật liệu cơ bản là những là mạnh những dòng dòng tiền đã phân bổ nhiều nhất, và giá trị giao dịch tập trung vào hàng tiêu dùng, hàng tài chính và công nghiệp và vật liệu cơ bản. Đây là những điều đã nhận định trước ở những giai đoạn trước rồi. Thì đây là cũng là cái vùng giá mà nó đang đang tiến tới vùng giá là chỉ số VN-Index đánh giá là nó sẽ tiếp tục kỳ vọng đến vùng giá là 1.150 điểm. Hiện tại nó là 1.120 điểm rồi, thì chỉ còn 3 điểm nữa là sẽ về cái vùng giá 1.150 điểm. Thì những video trước em đã nhận định là nó sẽ đi ngang trong cái giai đoạn từ 1.150 điểm đến 1.020 điểm, thì hiện tại thì đang 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 tiếp cận cái vùng giá 1.150 điểm. Thì tiếp theo đó là sẽ đi trả lời những cái câu mà anh chị em đã hỏi ở trên, thì em sẽ đi qua về về, về trả lời những một số con thôi. Thì trong Zoom cộng đồng của em ấy thì cũng ở ở video trong cũng có đăng cách đăng ký ở Zoom cộng đồng em, là trong Zalo ấy thì cũng có Zoom cộng đồng. Thì nếu anh chị vào Zoom cộng đồng của em thì có những cái khuyến nghị, em sẽ ra khuyến nghị cho anh chị ở trong Zoom cộng đồng này. Thì em sẽ đi qua về một số con đánh giá. Đầu tiên là con SSI đi. Con SSI thì vùng giá tiếp cận của nó kỳ vọng sẽ là 30 34.5, và có thể chốt lời, con này đã có thể chốt lời rồi. Và con VIX thì cũng kỳ vọng là về đây chứng khoán về X thì con nắng nay đã trần là số ba trần là 17,85 điểm này, hiện tại giá nó là 17,8 này, kỳ vọng thì nó cũng đã đạt kỳ vọng rồi. Thì anh chỉ có nhìn lấy nhà dùng Fibo thì ta cũng 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 gần gần đến cũng cũng gần đến tiếp cận cái vùng giá mà nó kỳ vọng rồi, cũng cũng quanh quanh vùng giá là 17.6 và vùng giá là 17.6 hoặc 17.9 thôi. Còn còn một nhịp tăng đến tầm đến cặp cái ngưỡng kháng cự cũ là 18 18.5, thì về cặp cái ngưỡng cự đấy khả năng nó chỉ tầm lên tầm một lần tầm đấy đó. Thì anh chị có thể khả năng chốt lời được rồi, chốt lần rồi, chốt lời dần được rồi. Và con tiếp theo là con HPG. HPG thuộc ngành vật liệu cơ bản, thì con này thì kỳ vọng thì nó chỉ về vùng giá là 28 29, hiện tại giá đang là
Hiện tại đang giá đang là 10 10 đang là 27.5. Thì còn một đoạn nữa. Thì con này đang đang gặp cái ngưỡng kháng cự là 27.6 này. Nếu mà vượt qua được cái ngưỡng 27.6 này thì khả năng có thể lên được 28 29. 28 29 điểm. Thì tiếp theo là con Novaland đi. Con Novaland thì ngành bất động sản. Con này thì con này thì đang tiếp cận cái vùng giá là 19.6. Chỉ có thể vẽ Pivot ra thì 18.7 thì đang 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 quanh cái vùng giá tiếp cận kỳ vọng là 18.7 đây. Thì nếu mà vượt kỳ vọng thì có thể lên được nữa, nhưng hiện tại thì nó cũng đang loanh quanh cái vùng giá là 17.7.6 17 16.7 và đến năm vùng 18.7. Con tiếp theo là con HCMCH đi, con HCMCH thì là nó ngành tiêu dùng. Thì con này cũng đã vượt qua cái ngưỡng kháng cự cũ của nó là 83, thì đang tiếp tới kỳ vọng của nó là đến 88 89. Thì kỳ vọng là như thế. Ở trên đây là mới nhận định và khuyến nghị cho anh chị trong trong một số mã, còn nhiều hơn nữa thì anh chị có thích cái mã nào mà quan tâm thì có thể comment ở dưới kênh của em. Còn anh chị nào có nhu cầu vào đăng ký tài khoản là gì thì có thể quét mã Zalo ở bên cạnh màn hình của em và đăng ký. Còn anh chị nào muốn tạo ra cộng đồng thì nhớ đăng ký kênh. Em cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh và em xin kết thúc video ở đây.